Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các anh chị em một dòng xe nữa, đó là Wagoneer đời 2011. Xe từ zin A đến Z hết, rất là ngon. Các anh chị em hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, để mình tiếp tục cho làm những video mới nhất nha. Nếu có gì nữa thì xin mời các anh chị em hãy cùng trực tiếp xem xe nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay tổng thể một dòng chiếc xe, rồi xong mình sẽ review cận cảnh các chi tiết cho anh chị em cùng xem ha. Xe này biển số An Giang các bạn. Hiện tại thì đang ở Bình Dương, ngay tại cửa hàng của mình luôn. Xe này chính chủ luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho các anh chị em coi ha. Rồi đây là trên phần đầu đèn. Cài thắng là cài thắng zin luôn nha các bạn. Xài lâu ngày nó mà hơi chóc nước sơn chút nha. Rồi đây là bên phần bên đây. Gù vẫn còn zin luôn nha. Rồi để mình quay xuống mặt nạ và mở về trước nha. Xe này có dán keo không ạ? Chỗ này nó chóc keo á. Chóc vào trong, mình đang dán keo. Đây. Cái này lột keo ra là hết nha bạn. Không có ảnh hưởng gì nha. Nói chung là xe này còn rất là ngon luôn. Đầu nồi chưa gớt luôn, một chút nữa mình sẽ nổ máy test tiếng máy thử cho các bạn cùng xem nha. Rồi đây là phục trước. Chỗ này có hơi chạy xíu các bạn. Nước sơn zin luôn. Dành đi zin luôn nha các bạn. Dành theo xe luôn, chưa thay. Nói chung là xe này chưa like gì hết mà. Đồ zin á. Rồi đây là bên phần. Bên đây cũng có hơi chạy luôn nha. Các anh chị em nào mà muốn mua dòng xe nào thì hãy comment bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp với mình để mà hiểu rõ hơn nha. Rồi mình sẽ quay bên lốc máy đây, bạn cùng xem. Các anh chị em hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nữa. Và muốn mua dòng xe nào thì hãy comment bên dưới video hoặc là liên hệ trực tiếp với mình. Mình sẽ up video lên cho các bạn cùng xem. Đây, gấp này có hơi chạy chút bạn. Nói chung là hợp xích đồ zin đó. Đây phần bánh sau dành zin luôn nha các bạn. Đó. Vàng mũ đen nó hơi xuống màu chút bạn. Nói chung là zin theo xe thì lâu ngày nó hơi tái màu nha. Cái này thì cũng không quan trọng lắm. Này biển số An Giang ngay chính chủ luôn các bạn. Qua đây hơi cấu. Rồi đây là phần bô nha. Chung xe này còn rất đẹp mà, đều độ. Xe này chủ đi cũng kỹ á. Đây bên lốc vô lăng. Bốc nồi. Bô chưa thay cổ luôn nha, bô zin theo xe luôn. Rồi đây bên sân con.
Rồi để mình quay trên phần đầu bò máy cho các bạn cùng xem á. Rồi để mình quay trở lên mặt đồng hồ cho cùng các bạn xem luôn ha. Rồi xe này đi được 58.000 mấy các bạn. Km thật luôn chứ không có tua gì hết nha. Chung là xe này đi tầm này là cũng đúng rồi đó. Rồi mình sẽ nổ máy cho các bạn cùng nghe luôn ha. Nồi ghi luôn, nồi chưa làm các bạn. Còn bế vọng luôn, gióp chưa tháo luôn á. Máy im không kêu gì hết nha bạn. Nổ rất là ngon. Rồi mình sẽ quay bên trong phần cấp yên cho các bạn xem luôn ha. Trong này bụi dính dơ các bạn, lao ra mới liền, chưa rửa luôn, bên trong không có rửa nha các bạn. Rồi xe này là đời 2011 các bạn, quay GX 2011 nha. Giá thì các anh chị em nào mà có nhu cầu muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp với mình hoặc là comment bên dưới video ha. Mình sẽ trả lời cho tất cả các anh chị em luôn về tình trạng xe và giấy tờ như thế nào luôn. Rồi các anh chị em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mà theo dõi các video tiếp theo ha. Mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Rồi xin chúc toàn thể anh chị em có một ngày thật là vui vẻ nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.